Rồi em xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Hôm nay nhà vườn em tiếp tục lên giao lưu với cô chú anh chị mình Sam Hương mini để bàn nha cô chú anh chị. Cây mini có tí xíu rồi ha. Đây, nó 1B nha. Rồi để em xây dài dòng cho cô chú anh chị mình xem nha. Sam Hương hàng mini nha cô chú anh chị. Kính phơm nè. Đây, cái phơm tàn đó đây. Cái gì mình luôn á. Mình phơm. Cái đi rồi cái lắc vô chồng, vô chồng nhỏ mà mỏng được. Đây, xương mình dưới đó nè. Phơm này. Đây trồng gọn lòng bàn tay em luôn nha, mã 1B nha cô chú anh chị. Rồi đem xây dài dòng cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã 1B nha cô chú anh chị. Hoành gốc nữa đây. Hoành gốc nữa đây là 10. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 9. Hết tán ngang. Hết tán ngang nó là 15. Thì mã 1B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha, là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 2B nha. Rồi em lên tiếp mã 2B nha cô chú anh chị. Mã 2B là một cây Sam Hương mini luôn nha. Để đem xe tổng về dòng cô chú anh chị mình xem ha. Hàng mini để bàn mịn phơm nha cô chú anh chị. Cái gốc này đẹp, dáng nó đẹp. Đẹp dáng quay quái ha. Đem xe về dòng cô chú anh chị mình xem nha. Phơm tàn nó đây. Mịn phơm ha. Em cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. Mã 2B. Cầm sau của cây đây. Rồi đem xây dài dòng cái này em báo thông số mã 2B nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã 2B nha cô chú anh chị. Cái hoành cũ nó ở đây. Cái cũ quái ở đây ha. Hoành cũ nó ở đây là 12. Cái hoành eo trên đây. Hoành eo trên đây nó là 7. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 10, hết tán ngang của nó là 14. Thì mã 2B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã 3B nha. Rồi em lên tiếp mã 3B nha cô chú anh chị. Gốc là bự nha. Gốc hoành gốc to, phơm tàn kính phơm luôn ha. Đem xe tổng nguyên về dòng cô chú anh chị mình xem nha. Xe cũng đi theo lối cây trực lát nha cô chú anh chị. Mã 3B nha. Gốc rất là to. Đây, em cầm gọn lòng bàn tay em luôn ha. Đây, phơm tàn nó đây. Mịn phơm. Xương mình dưới đây. Nó che cây là từng dây từng chậu nha cô chú anh chị. Rồi để em xây về dòng các bạn báo thông số mã 3B nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã 3B nha cô chú anh chị. Cái hoành gốc nó ở đây. Cái hoành gốc nó ở đây là 11.5-11 thôi nha. Gốc bự ạ. Gốc to, chiều cao của cây là 9. Hết tán ngang là 18 nha. Thì mã 3B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã 4B nha. Rồi em lên tiếp mã 4B nha cô chú anh chị. Mã 4B có là một cây Sam Hương luôn nha. Đây, cây phơm rất là đẹp ha. Đây em xe tặng qua nhiều dòng cô chú anh chị mình xem. Lùng dữ luôn. Lùng lực cái này và cũng đi theo hướng cây trực lắc luôn nha. Cây phơm tam giác luôn. Dày phơm. Rồi, để em cho cô chú anh chị mình xem cái gành cây ha. Phơm tàn nó đây. Mịn phơm. Xương bên dưới đây nè. Đây, em cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. Rồi, phơm tàn. Rồi, để em xây dòng nữa để em báo thông số mã 4B nha. Rồi, bây giờ em sẽ báo thông số mã 4B nha. Cái hoành gốc nữa đây. Cái hoành gốc. Mình gốc nó đây là 8.5-8 thôi nha. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 10. Hết tán ngang. Hết tán ngang của nó là 15. Thì mã 4B này em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là 350k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 5. Rồi em lên tiếp mã 5B nha cô chú anh chị. Dáng nó đẹp quá ha. Này, dáng quái. Dáng nó giống như đang đứng khủng vỏ gì đó không biết nữa. Chưa nhìn cốt cành nó nè. Cái cành cũng to. Dáng đẹp. Thình dây luôn nha cô chú anh chị, thình chậu luôn ha. Bên đây nó có hai phòng rễ dưới đây. Một cái phơm tàn nó. Phơm tàn đây cô chú anh chị. Dạ. Cốt cành to nha. Xương bên dưới nó đây. Nè. Mấy tỉa tớp lên là nó hơi sơ sát một xíu. Nè. Đây. Mã 5B nha. Dáng nó đẹp. Quái quái. Mặt sau cây này. Hai mặt đều đẹp hết luôn á.
Rồi để em xây vòng rồi em báo thông số mã 5B nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em sẽ báo thông số mã 5B nha. Cái hoành nó trên đây. Hoành thân nó là 7, chiều cao của cây là 10 14. Hết tán ngang là 17 nha. Thì mã 5B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 5B nha. Rồi em lên tiếp mã 6B nha cô chú anh chị. Mã 6B cũng là một cây sam hương quái luôn nha. Đây lên xe tổng nguyên dòng cô chú anh chị mình xem ha. Dáng lạ. Cây già. Nó cũng kỳ lạ lắm. Đúng là kêu bằng kỳ lạ lắm á. Quái thì sao. Mình nhìn nó rất là duyên cây. Nhìn nha. Nhìn cốt sữa đẹp lắm. Dạ. Thì dễ nên nó có cái sẹo ở đây. Đó, nhưng mà cái sam hương này nó không ảnh hưởng gì đâu nha cô chú anh chị. Nó cuốn rất là tốt luôn. Nó cuốn muốn hết luôn à. Đây cái form nó đây. Này kêu đúng kỳ lạ luôn á. Quái. Xương mình dưới đây này. Cây thành dây thành chậu nha cô chú. Cây sữa kỹ lưỡng đẹp lắm. Nhà vườn, nhà vườn mà tụi em mua về nhà vườn đó tư duy làm cây quái quá. Mình xây dòng đó thì em báo thông số mã 6B nha. Rồi thì em báo thông số mã 6B nha cô chú anh chị. Cái hoành thân nó đây là 4. Chiều cao của cây là 11. Hết tán của cây là 23. Thì mã 6B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k luôn nha. Đây nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi giờ em lên tiếp mã 7B nha. Cô chú anh chị. 7B cũng là một cây sam hương quái luôn nha. Quái cũng dữ à. Đây em xây về dòng cô chú anh chị mình xem ha. Nó có một cái đường thân quế quéo gì không biết gai cái hướng gì luôn nữa. quái lạ. Phơm thì nó cũng mịn phơm nha cô chú anh chị. Cây sữa kỹ ạ. Cốt cành to này gì mình tỉa thêm vài lần nữa là nó kín cái phơm luôn ha. Đây cái phơm tàn nó đây. Phơm tàn gì? Mịn phơm. Xương mình dưới đây. Em cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. Mà 7B ha. Rồi để em xoay vòng nữa em báo con số mà 7B nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em sẽ báo thông số mã 7B nha. Hoành gốc nó ở đây là 5. Chiều cao của cây là 14. Hết tán ngang là 23. Thì mã 7B này em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là 450k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Thì mã 7B này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu quý cô chú anh chị mình yêu thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Tạm xin cảm ơn rất là nhiều.